Vào một đêm tối mưa to gió lớn, tiếng còi xe cảnh sát hú vang một tiểu khu, những người dân xung quanh đó đang thi nhau chụp ảnh, họ bàn tán với nhau lại có người chết, vẫn là ở chỗ tiểu khu của chúng ta, sợ quá à, làm người ta sợ chết khiếp, nhưng nghe nói là tên tội phạm đã bị bắt, đó là tên xiên người hàng loạt cực kỳ độc ác, có người nói đi ra đi không có xem nữa, mọi người vẫn che ô đứng bàn tán khe khẽ, từ trong căn chung cư, cảnh sát đang còng tay một cô gái xinh đẹp bàn tay còn dính đẫm máu, nghi phạm đã bị khống chế, vui lòng sơ tán đám đông ngay lập tức. Sau đó cô gái được đưa lên trên xe cảnh sát, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh cười nhạt một tiếng, cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình chăm chú. Cô liếc nhìn sang bên cạnh thì trông thấy một người quen, anh ta sững sốt khi nhìn thấy khuôn mặt cô gái. Sao lại là cô, Mộ Kính Vân? Mộ Kính Vân chỉ nhếch môi cười sau đó dứt khoát bước lên xe cảnh sát rời đi. Cậu bạn bên cạnh nói với anh, đi thôi Giang Minh, đến hiện trường vụ án nào. Cảnh sát đang chụp ảnh lấy bằng chứng, nạn nhân là Lâm Huy Âm, nữ 27 tuổi cao 1m62 là chủ cửa hàng bánh kem Mochi. Trên người có 6 vết đâm ở cổ tay, mắt cá chân và bụng, nguyên nhân hẹo là do chảy máu quá nhiều, khi chất mặc đầm màu đỏ, thời điểm gây án ước tính khoảng 9 giờ đến 11 giờ sáng. Phương thức gây án giống với hai vụ giết người đã xảy ra trong tháng này. Xét về phương thức gây án, hung thủ được xác định là cùng một người, là một kẻ giết người bừa bãi, người đang nói là Giang Minh, kiểm sát trưởng thành phố Cao Đàm. Đô Nam, trung đội trưởng đội cảnh sát hình sự lại không cho là như vậy, nếu nạn nhân không quen biết hung thủ thì làm sao hung thủ lại vào gây án? Giang đại kiểm sát trưởng à, anh thấy thế nào? Giang Minh vừa tháo găng tay vừa trả lời, cách thức gây án vẫn như cũ, vẫn là kẻ sát nhân mặc áo đỏ, tôi đã theo dõi vụ án này, cho đến bây giờ và đây là vụ thứ 3 trong tháng này, thật là quá lộng hành. Nghe vậy Đô Nam tức giận mắng vờ lờ, đi gặp kẻ bị tình nghi kia đi. Trong phòng thẩm vấn phạm nhân, Đô Nam hỏi cô và nạn nhân có mối quan hệ thế nào? Tại sao cô lại đến hiện trường vụ án? Mộ Kính Vân mỉm cười nhìn anh cảnh sát, nghi phạm cũng có quyền uống một ly nước phải không? Đô Nam nhẫn nhịn cục tức nói với cấp dưới đi lấy cho cô Mộ một ly nước. Anh cảnh sát bên cạnh vội vàng rời đi. Sau khi lấy nước xong, Đô Nam mất kiên nhẫn lại hỏi bây giờ có thể nói được chưa cô Mộ? Mộ Kính Vân nhớ lại cảnh nói chuyện điện thoại với nạn nhân, tớ mới là món bánh mới tới thử xem sao nha. Mộ Kính Vân lạnh nhạt giải thích, tôi với nạn nhân Lâm Huy An là bạn, hôm nay tôi đến đó là bởi vì cô ấy mới làm ra một sản phẩm mới và bảo tôi đến thử khẩu vị giúp cô ấy, chỉ có thế thôi. Đô Nam tiếp tục hỏi vụ án xảy ra từ 9 đến 11 giờ, lúc đó cô ở đâu, làm gì? Mộ Kính Vân suy nghĩ một lúc rồi trả lời, lúc 9 giờ khi vụ án xảy ra thì tôi đang ở nhà, 9 giờ 30 tôi nhận được cuộc gọi của cô ấy bảo tôi đến dùng thử sản phẩm mới. Cục cưng Kính Vân, tớ lại cho ra sản phẩm bánh kem mới nè, tới đây ăn thử bữa ăn khuya ngọt ngào đi nào, ăn xong nhớ viết lại cảm giác nha. Cậu biết chọn giờ thật đấy, tớ mới đi làm về, mệt muốn chết không đi được không? Đi 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 mà, bảo đảm sẽ không làm cậu hối hận. Sau đó tôi ra ngoài, khoảng 10 giờ tôi mua 2 ly cà phê ở quán cà phê trước nhà, và định mang qua đó uống cùng. Tôi đến nhà cô ấy vào khoảng 10 giờ 40 phút, khi đến nơi tôi thấy cô ấy nằm trên vũng máu với con dao nhọn bên cạnh, tôi lại xem thử thì thấy cô ấy không còn thở nữa, vô tình có hàng xóm đi ngang qua phát hiện sự việc hét lên giết người và báo cảnh sát, đó là toàn bộ sự việc. Qua quan sát hiện trường, Đô Nam kết luận, quả thực có bánh và cà phê ở hiện trường vụ án, nhưng nó cũng chứng minh rất có thể khi nạn nhân vừa mở cửa thì cô liền gây án, trên con dao gây án tại hiện trường cũng chỉ có dấu vân tay của mỗi một mình cô, camera của tiểu khu ghi lại cô là người duy nhất có mặt. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ, các anh, Mộ Kính Vân tức giận đang muốn lên tiếng nhưng Đô Nam ngắt ngang lời cô, từ những điều trên xem ra cô có đủ khả năng phạm tội. Đối với những lời khai khác mà cô đã đề cập, chúng tôi sẽ cử người đến xác minh ngay lập tức. Mộ Kính Vân lạnh nhạt hỏi, các anh nghi ngờ tôi là kẻ giết người sao? Phía bên ngoài, Giang Minh đang im lặng quan sát sắc thái của cô. Trong phòng thẩm vấn, Mộ Kính Vân chập lưỡi hỏi, động cơ giết người của tôi ở đâu chứ? Đô Nam đứng dậy trả lời, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, làm phiền cô Mộ ở đây thêm một thời gian nữa cho. Đến khi chúng tôi tìm được bằng chứng xác thực chứng minh bằng chứng ngoại phạm của cô. Mộ Kính Vân vui vẻ nói, vậy làm phiền anh cảnh sát cẩn thận nhanh chóng, điều tra rõ ràng trả lại sự trong sạch cho tôi. Đô Nam thắc mắc, bạn thân chết mà lại bình tĩnh như vậy, thật khó có thể tin được. Giang Minh cảm thấy lời cô ấy nói cũng hợp lý. Đô Nam thấy Giang Minh bên vực người lạ, thì hỏi hắn quen cô gái bị tình nghi kia à? Giang Minh vừa uống nước vừa bình thản đáp, có quen chứ không thân. Anh nhớ lại 8 năm trước thời học sinh, khi anh đang ở trong lớp học kiểm tra bài tập, thì Mộ Kính Vân bất chợt xuất hiện ở ngoài cửa nhìn anh. Giang Minh bực bội cảm giảm, em bảo anh kiểm tra bài giúp em nhưng em lại bỏ chạy mất. Mộ Kính Vân vội vàng làm nũng choàng lên cổ anh, chẳng phải là đi mua nước ngọt có ga cho anh sao? Thưởng cho đàn anh Giang nè. Giang Minh ngượng ngùng lảng tránh, xem ra em còn có lương tâm. Cảm ơn đàn anh Giang. Anh nhắc nhở cô phải cố gắng hơn nữa mới, có thể cùng anh vào cùng một trường đại học được, biết chưa? Mộ Kính Vân ngoan ngoãn gật đầu. Quay về hiện tại, một viên cảnh sát đến báo cáo, trung đội trưởng, chúng tôi đã điều tra xong, lời khai của Mộ Kính Vân hoàn toàn khớp với những gì cô ấy mô tả. Cô ấy đã mua 2 ly cà phê ở quán cà phê Thụy Hỷ vào khoảng 10 giờ. Hàng xóm và đồng nghiệp của Lâm Huy Âm cũng đã xác nhận, hai người bọn họ đúng là bạn bè và thỉnh thoảng có gặp nhau, và cả hai không có khúc mắc tình cảm nào khác.
Điểm mấu chốt nhất là dấu giày ở hiện trường vụ án không nhất quán. Dấu giày của Mộ Kinh Vân chỉ xuất hiện gần thi thể nạn nhân ở lối đi vào. Một đôi dấu giày còn lại là của một người đàn ông. Trước mắt hung khí trên người chỉ có dấu vân tay không đầy đủ. Nói vậy có nghĩa là, lúc ấy cô ấy chỉ là nghi ngờ cầm lên rồi lại thả xuống liền. Nếu hung thủ dùng hung khí giết người thì không có khả năng chỉ có dấu vân tay thôi, mà phải có các đường trong lòng bàn tay nữa. Đô Nam trầm ngâm suy nghĩ, thời gian chính xác mà camera giám sát ghi lại là 11:42, cô ấy chưa kịp thu dọn hiện trường. Hơn nữa hiện trường vẫn còn dấu vết giằng co, xem ra quả thật không phải cô ấy. Đô Nam hỏi thời gian tạm giam bao lâu rồi? Viên cảnh sát đáp còn 2 giờ nữa là 24 tiếng. Đô Nam nghe xong mặt tối sầm tức giận bóp nát lon nước trong tay, rồi vứt vào thùng rác. Anh bảo đến giờ thì hãy thả người đi, hiện tại chỉ có cách này. Một lát sau vì không đủ chứng cứ nên Mộ Kính Vân đã được thả ra ngoài, ngoài trời vẫn mưa, cô đi một đoạn nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy đàn anh Giang Minh, cô mở lời chào đã lâu không gặp, trời đang mưa, có tiện đi ké một đoạn không? Nhà tôi ở gần đây. Giang Minh không đáp lại, anh che dù đi lướt qua cô, nội tâm cô thầm xấu hổ, anh chàng này lạnh nhạt giữ hôn. Rồi cô lấy túi sách của mình che đầu mà chạy dưới trời mưa, Giang Minh thấy cô như vậy liền hỏi thế nào? Không phải là muốn xài ké dù sao? Mộ Kính Vân dừng bước chân, khẽ quay lại gật đầu cảm ơn anh. Thế là cả hai im lặng che dù đi cùng nhau dưới màn mưa, Mộ Kính Vân thấy ngột ngạt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này. Giang Minh, không phải tự nhiên mà anh tốt bụng đến gặp tôi phải không? Anh muốn hỏi tôi cái gì? Chuyện năm đó hay là chuyện vụ án? Giang Minh nói chuyện năm đó cũng không có gì để hỏi, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút về vụ án. Cô là người ở gần hiện trường nhất vào thời điểm xảy ra vụ án, nếu cô không phải là kẻ giết người, thì khả năng cao nhất là cô đã gặp mặt kẻ giết người. Thời điểm gây án là từ 9 giờ đến 11 giờ, thời gian nạn nhân chảy máu cho đến lúc tử vong khoảng 20 phút, vì vậy thời điểm tốt nhất để gây án là khoảng 10 giờ. Nhưng từ 9 giờ đến 10 giờ có rất nhiều người ra vào tiểu khu, bao gồm cả người giao cơm, vì vậy trước khi đến tiểu khu Sùng Minh, cô có thấy những người khả nghi nào khác không? Mộ Kính Vân suy nghĩ, thật ra ở chỗ góc giao lộ trước khi đến tiểu khu Sùng Minh, cô có nhìn thấy một người giao hàng đi ngang qua và trông anh ta rất vội, lúc đó cô không để ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy bóng dáng người đó rất quen thuộc. À, tôi có nói chuyện này với anh cảnh sát rồi, nhưng họ lại nghĩ tôi chỉ đang cố giả biện để thoái thác tội, anh có tin tôi không? Giang Minh nói tôi chỉ tin vào bằng chứng hiện tại không chứng minh được cô phạm tội giết người, chỉ vậy thôi. Mộ Kính Vân đưa ra giả thiết của mình, có lẽ anh ta đang đóng giả là một người giao cơm và vừa giết ai đó, rồi bỏ đi, còn tôi chỉ là một kẻ xui xẻo tình cờ đi ngang qua, nhưng bây giờ cũng vô dụng, trong 2 ngày làm sao có thể điều tra được nhân viên giao cơm đang ẩn nấp trong công chúng đây. Giang Nam đưa cây dù cho cô, không cần cô phải suy xét, cảm ơn cô đã cung cấp cho tôi manh mối, tôi có thể tự bắt xe về, cô cầm dù đi đi. Bỗng nhiên có một chiếc ô tô đi ngang qua, thế là nước mưa ở trên đường bắn vào phía hai người, Giang Minh vội vàng ôm Mộ Kính Vân che chắn cho cô khỏi ướt. Sau khi chiếc xe đi qua, anh lặng lẽ buông tay ôm Mộ Kính Vân ra, Mộ Kính Vân ngượng ngùng cảm ơn anh, cô nhìn theo bóng dáng anh và quan tâm, người anh ướt hết rồi, anh chắc là cứ để vậy mà rời đi chứ. Giang Minh bực bội chậc lưỡi nói không cần cô nhọc lòng. Mộ Kính Vân bước tới che dù cho anh, cô vẫn cố năn nỉ, nhà tôi gần đây anh, có thể đến hong khô chút rồi về. Thấy anh do dự cô bật cười, chẳng lẽ anh còn ôm suy nghĩ về tôi và muốn tránh sự nghi ngờ sao? Chỉ là về giặt sạch một chút thôi mà, không cần căng thẳng vậy đâu. Giang Minh bất lực trước Mộ Kính Vân, anh cầm lấy cây dù, đi thôi, sẵn tiện cùng bạn cũ ôn lại chuyện xưa, Mộ Kính Vân cũng vui vẻ trả lời được. Về tới phòng thì trời đã tạnh mưa, Mộ Kính Vân bảo anh chờ một chút, tôi đi lấy cho anh đôi dép. Anh nhìn lướt qua trong phòng của Mộ Kính Vân. Nhưng đôi dép và guốc cho phụ nữ, không có của nam nhân, trên bàn cũng đơn giản chỉ có một chiếc ly phục vụ cho một người, anh thầm nghĩ trong lòng, hình như cô ấy sống có một mình. Lúc này Mộ Kính Vân cũng lên tiếng thật ngại quá, trong nhà chỉ có một đôi dép thôi, nếu không chê thì cứ lấy của tôi mang. Giang Minh lúc này vừa cởi giày vừa nói xin lỗi, tôi không có thói quen dùng đồ người khác rồi đi ngang qua, Mộ Kính Vân cũng nói tốt, 8 năm không gặp anh vẫn trong bộ dạng đáng ghét thế này. Giang Minh không để ý hỏi nhà cô có máy sấy không, nếu không có thể sử dụng máy giặt để làm khô cũng được. Mộ Kính Vân mỉm cười, cái này thì có. Thế là chiếc áo của Giang Minh được ném vào trong chiếc máy sấy cái bộp, con mèo nằm bên cạnh giật mình kêu méo méo. Nó vội vàng chạy lại chỗ Mộ Kính Vân cọ cọ vào chân anh. Giang Minh tái mặt hỏi máy sấy của cô là dùng cho mèo à? Mộ Kính Vân trả lời đúng vậy, nếu không thì sao tôi lại mời anh đến nhà tôi hong khô quần áo chứ? Yên tâm đi, mèo nhà tôi thơm lắm. Giang Minh bất lực ôm đầu ngồi xuống ghế, thôi bỏ đi, sấy xong tôi sẽ đi nhanh thôi. Mộ Kính Vân đáp rồi cũng ngồi xuống ghế, hai người ngồi đối diện nhau. Cô hỏi vụ sát nhân áo đỏ anh vẫn luôn theo dõi hả? Anh biết được bao nhiêu về tin tức của người đó? Giang Minh hỏi lại, cô rất tò mò sao? Cô khẽ gật đầu, kẻ đó đã rất chất người bạn tốt của tôi, nên tôi đương nhiên muốn bắt được thủ phạm thực sự rồi, làm kiểm sát trưởng, lại theo dõi vụ án này nên chắc là anh biết nhiều hơn tôi, vậy có thể nói cho tôi biết được không? Giang Minh lạnh lùng nhìn cô, thứ nhất, tôi và cô không thân, thứ hai, điều này liên quan đến tính bí mật của vụ án, tôi không thể tùy tiện nói cho bất kỳ nghi phạm nào được.
Mộ Kính Vân thả con mèo xuống và rót cho A cốc nước. Nói vậy tôi có thể hỏi dựa trên những gì tôi biết, anh có thể trả lời có hoặc không. Dù sao thì đó chỉ là suy đoán của tôi và anh, cũng sẽ không tiết lộ chi tiết vụ án. Hơn nữa hai trong số ba người chết này có liên quan đến tôi, lỡ như thông qua tôi anh có thể tìm được chân tướng thì sao? Giang Minh nghe vậy liền nói cô có thể hỏi nhưng tôi không nhất định phải trả lời. Mộ Kính Vân khoanh tay mỉm cười, vậy để tôi kể cho anh nghe một điều mà một tiểu dân như tôi có thể biết. Vào ngày mùng 10 tháng 4, trường hợp đầu tiên là phát hiện một thi thể ở vùng ngoại ô hạ lưu sông Thanh Thủy. Vào thời điểm đó vụ án được đưa tin rằng nạn nhân là một nữ trợ lý đạo diễn của công ty điện ảnh truyền hình Hà Minh Tuệ, khi chết trên người mặc đồ màu đỏ. Chưa đầy một tuần sau, một vụ án rất người khác đã xảy ra vào ngày 15, người chết là Phương Tình, một phụ nữ thất nghiệp ở khu phố cũ, khi chết cô cũng mặc đồ màu đỏ. Cuối cùng là chủ cửa hàng bánh kem Lâm Huy Âm đã chết vào ngày 20 hôm trước. Tôi không biết nguyên nhân cái chết của những người kia, còn cô ấy tôi biết cổ chết là do chảy quá nhiều mô và khi chết cô ấy cũng mặc đồ màu đỏ. Nhưng theo tôi được biết Huy Âm không bao giờ mặc quần áo sáng màu và bộ váy đó, căn bản không phải là của cô ấy. Danh tính, mối quan hệ hội và thói quen sinh hoạt của ba người đã chết hoàn toàn không giống nhau, vậy nên các anh cho rằng hung thủ là kẻ rất người bừa bãi phải không? Giang Minh nhìn Mộ Kính Vân, thật ra cô rất nhạy bén nhưng mà đây cũng không phải là điều đáng hỏi. Như dân chúng đều biết, phía cảnh sát cũng đã phát đi thông báo nhắc nhở những người độc thân sống một mình phải cảnh giác, Phương Tình và Lâm Huy Âm đều sống một mình, đặc biệt là Lâm Huy Âm là một công nhân nhập cư mới vừa đến Cao Đàm, có ít mối quan hệ xã hội và cũng không quen biết nhiều người. Chỉ riêng Hà Minh Tuệ thì không giống như vậy, cô ấy và tôi làm cùng một công ty, cô ấy là người địa phương quen biết rất nhiều người và có nhiều mối quan hệ, đồng thời là trợ lý đắc lực của đạo diễn Hùng Kiệt, nhiều minh tinh nổi tiếng muốn gặp đạo diễn Hùng đều phải thông qua cô ấy, tại sao hung thủ lại chọn cô ấy là mục tiêu rất người đầu tiên? Vì đây là trường hợp rất khó xuống tay mới đúng. Hơn nữa, Đàm Minh hỏi hơn nửa cái gì? Mộ Kinh Vân nhìn anh, tôi luôn có cảm giác rằng phong cách màu đỏ này, tôi đã từng thấy trong các cuộc phỏng vấn công việc trước đây, nhưng tôi không thấy rõ trên tin tức nên tôi cũng không chắc. Thật sao? Giang Minh lấy điện thoại cho cô xem tấm hình của nạn nhân, cô hãy nhìn kỹ hơn và ráng nhớ lại xem. Đúng vậy, đúng là có từng nhìn thấy. Mộ Kính Vân chỉ vào điện thoại, anh xem logo này là của thương hiệu Khô Điệp, nhưng thương hiệu quần áo này đã ngừng sản xuất rồi, vì vậy bộ váy màu đỏ nạn nhân mặc ở phía sau không phải là thương hiệu này, chỉ là cùng một kiểu dáng mà thôi. Giang Minh khó hiểu, vậy là ai đã mặc bộ váy này? Cô đáp tôi đã từng đặc biệt đưa tin với đạo diễn Hùng nên tôi nhớ là, trong một bộ phim mới Góc Phố Bị Lãng Quên của đạo diễn Hùng, Hứa Tình từng mặc bộ váy này. Đạo diễn Hùng là một đạo diễn mới trong những năm gần đây có phong cách cá nhân mạnh mẽ, và yêu cầu cực cao về trang phục, và đạo cụ. Bộ váy đỏ mà Hứa Tình mặc cũng là được thiết kế riêng, nó xuất hiện thường xuyên và đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện của bộ phim, nên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Giang Sinh suy nghĩ, tôi nhớ Hứa Tình làm nghi phạm trong vụ án đầu tiên, nhưng mà cô ấy có bằng chứng ngoại phạm nên đã bị loại trừ. Mộ Kính Vân chỉ là đưa ra kiến nghị mà thôi, có lẽ chắc phải đi đến hiện trường vụ án đầu tiên, để tìm kiếm chút linh cảm xem sao. Lúc này tiếng máy móc tin một cái, Mộ Kính Vân bước tới lấy đồ đã sấy xong rồi đưa cho anh nhận và nói cảm ơn cô. Mộ Kính Vân khẽ kiêng chân. Nói vậy rồi có cân nhắc việc đưa một công dân nhiệt tình như tôi, đi theo đến giúp điều tra vụ án không? Biết đâu tôi có tác dụng. Giang Minh hồi hộp đổ mồ hôi hột, anh bảo nói chuyện thì nói chuyện đừng có dựa gần như vậy. Cảm ơn công dân nhiệt tình, tôi sẽ đem đề nghị của cô nói cho cảnh sát, dứt lời Giang Minh ra ngoài đóng rầm cửa. Phía trong nhà Mộ Kính Vân lắc đầu thở dài, đúng là đàn ông, vẫn không thể hòa bình với nhau được hả? Tôi thật sự rất muốn tìm ra hung thủ mà, kẻ sát nhân mặc đồ đỏ nhà ngươi thật sự không nên rất Lâm Huy Âm. Chuyển cảnh tại văn phòng của cảnh sát, cục trưởng Đỗ tức giận ném sắp hồ sơ lên bàn. Đã là vụ án thứ 3 trong tháng rồi mà vẫn còn chưa tìm ra hung thủ. Cấp trên ngày nào cũng gọi điện đến văn phòng của tôi muốn cháy máy. Rốt cuộc là có làm được hay không hả trung đội trưởng Đô Nam? Đô Nam bất lực ngồi nghe mắng, cục trưởng Đỗ vuốt mũi thở dài. Các đơn vị anh em đều đã can thiệp để cùng nhau xử lý vụ án. Bắt kẻ giết người càng sớm càng tốt và để tôi còn yên tâm nghỉ hưu nữa. Đô Nam vội đứng dậy nói cục trưởng Đỗ, cho tôi thêm chút thời gian tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích. Cục trưởng Đỗ càng tức giận, không phải là cho tôi một lời giải thích mà là cho người dân Cao Đàm một lời giải thích. Đô Nam hơi rén đứng nghiêm chào ông, vâng cục trưởng Đỗ. Cục trưởng Đỗ đi thong thả, rồi anh quay lại lấy áo khoác và nói với cấp dưới chuẩn bị đi, chúng ta đi thôi. Đội trưởng, bây giờ nên bắt đầu điều tra từ đâu? Đô Nam hút một hơi thuốc, anh nhã khói rồi nhãn nhã đáp, nghi phạm trong vụ án đầu tiên. Chợt điện thoại của Đô Nam rung lên có cuộc gọi tới, Đô Nam vừa tìm hồ sơ và nghe máy. Alo kiểm sát trưởng Giang có chuyện gì sao? Bên này Giang Nam hỏi hắn, Đô Nam. Nghi phạm trong vụ án đầu tiên đã được điều tra chưa? Đô Nam đáp trùng hợp chưa, đi cùng đi, tớ cũng đang muốn điều tra từ vụ án đầu tiên. Hứa Tình, một trong những nghi phạm của vụ án đầu tiên, là nữ diễn viên tuyến 18 đóng vai nữ chính trong Góc Phố Bị Lãng Quên, một chương trình quảng bá trong năm nay có sự hợp tác với đạo diễn mới nổi Hùng Kiệt. Cô ta rất thường xuyên liên lạc với Hà Minh Tuệ và tặng rất nhiều quà cho cô ấy. Thời điểm đêm xảy ra vụ án đầu tiên từ 9 giờ đến 11 giờ, trong khi cô ấy bắt đầu xem phim ở rạp chiếu phim Đại Thế Giới, vào lúc 9:30 cho đến 12:30. Không có thời gian để phạm tội nên cô ta đã bị loại trừ.
Một lát sau họ đi tới công viên Thanh Thủy, trùng hợp Mộ Kính Vân lúc này đang ngắm cá ở công viên này, chợt có bước chân xào xạc đi đến phía sau cô, đó là Giang Minh, anh tình cờ đi ngang qua và hỏi sao cô lại ở đây. Mộ Kính Vân ngửa mặt lên trời hóng gió đáp tới giải sầu, không được sao. Dù gì tôi cũng đã bị bắt về đồn cảnh sát, như một nghi phạm cho nên tâm trạng khó tránh khỏi bị áp lực. Giang Nam nói thi thể bị ném xuống sông Thanh Thủy, về phần thượng nguồn sông Thanh Thủy, nơi thích hợp nhất để ném thi thể chính là công viên Thanh Thủy. Tuy nhiên, cũng có những điểm đáng ngờ trong vụ án, chỉ có trường hợp đầu tiên là thi thể được tìm thấy sau khi ném xuống sông, không có vết máu văng khắp nơi tại hiện trường, trên thi thể chỉ có 2 vết gel. Mộ Kính Vân nhận ra, nói vậy nghi phạm thích xuyên phụ nữ mặc đồ đỏ, nhưng tôi nhớ Hà Minh Tuệ ăn mặc khá đơn giản khi đi cùng đạo diễn Hùng, hơn nữa khoảng 9 giờ tối ngày mùng 10 trời mưa rất to, hiện trường vụ án cũng đã được dọn dẹp nên rất khó để thu thập chứng cứ hiệu quả. Đúng rồi, anh có biết cũng có một rạp chiếu phim đại thế giới gần công viên Thanh Thủy không? Giang Minh đáp lái xe 20 phút là có thể đến đó. Mộ Kính Vân nói cô ít khi đến đây nên không biết rõ lắm, vậy đêm xảy ra vụ án Hứa Tình đang xem phim ở rạp sao? Giang Minh gật đầu, chính xác mà nói đêm xảy ra vụ án là từ 9 giờ đến 11 giờ, nếu là cô ấy gây án thì cô ấy chỉ có 10 phút để gây án, hoàn toàn không thể hoàn thành hành vi giết người rồi vứt xác, rồi đến rạp chiếu phim đúng giờ để chứng minh bằng chứng ngoại phạm của mình được. Cô hỏi có ai có thể chứng minh được lúc ấy cô ấy đúng là đang xem phim không? Giang Minh nói nhân viên rạp chiếu phim và cuống vé của cô ấy có thể chứng minh được cô ấy đã đến rạp chiếu phim lúc 9 giờ 30 để kiểm vé và vào rạp. Câu hỏi duy nhất đặt ra là tại sao cô ấy lại đến đó một mình vào ban đêm để xem phim? Cô ấy giải thích thế nào nhỉ? Hứa Tình lúc đó đã nói một đại minh tinh, như tôi sợ bị nhận ra nên phải đến một nơi xa xôi như vậy để xem phim. Lý do này là chính đáng, nhưng nếu với sự nghi ngờ này thôi thì không thể dùng làm bằng chứng ở tòa được, tôi không thể vượt quá thẩm quyền của mình, nói rồi Giang Minh rời đi. Nhưng mà, Mộ Kính Vân còn muốn nói gì đó thì Giang Minh ngắt lời, anh nhếch môi nhìn cô, thấy cô hay mặc đồ đẹp lo mà cẩn thận, nói không chừng người tiếp theo sẽ là cô đó, tôi đi đây, cô cứ từ từ mà giải sầu. Nghe vậy Mộ Kính Vân tối sầm mặt cô hét lên đợi đã, bộ váy đỏ của Hứa Tình biến mất từ khi nào? Cô ấy có nói không? Ánh mắt Mộ Kính Vân sắc bén nhìn anh, lúc này gió thổi làm lá cây rơi xào xạc, Giang Minh dừng bước chân lại, có vẻ câu nói của Mộ Kính Vân đã làm anh nghi ngờ suy nghĩ. Hôm sau chuyển cảnh đến đài truyền hình Cẩm Xuyên, Mộ Kính Vân đi làm được đồng nghiệp quan tâm hỏi han, cuối cùng Kính Vân cũng đi làm rồi, bên cục cảnh sát nói thế nào? Ổn hết chứ? Đọc tin thấy chị bị bắt đi tôi lo muốn chết à? Mộ Kính Vân đưa tay bấm thang máy, hôm nay tôi có thể đi làm là biết hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi, cảnh sát sẽ không đổ oan cho người dân vô tội đâu, được rồi đi làm việc đi. Cô bạn mỉm cười, chị Mộ bị bắt vào đồn mà cứ như người không có chuyện gì vậy, gan dạ thật à nha? Một anh chàng đi ngang nhìn thấy Mộ Kính Vân đang làm việc, ở bàn máy tính liền bước tới nói Kính Vân, cô còn phải đi theo đoàn làm phim của đạo diễn Hùng đấy. Cô trả lời ok, trong nội tâm thì nghĩ sẵn tiện tôi cũng muốn tâm sự với nữ chính. Chuyển cảnh phóng viên đang chụp ảnh phỏng vấn nữ diễn viên chính Hứa Tình. Thật sự rất cảm ơn, buổi phỏng vấn lần này đến đây kết thúc, Hứa Tình của chúng tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt trong bộ phim mới, và sẽ không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ. Nói rồi người quản lý tiễn phóng viên ra về sau đó đóng cửa lại. Trong phòng Hứa Tình mặt hầm hầm lấy thuốc ra và châm lửa hút, người quản lý cau mày phe phẩy làn khói. Cô bớt hút lại đi, nghe nói đạo diễn Hùng không thích phụ nữ hút thuốc. Hứa Tình một bộ dạng không quan tâm, không sao đâu, mặc kệ như thế nào đạo diễn Hùng cũng thích tôi mà. Điện thoại của quản lý vang lên, cô nhấc máy trả lời ồ vậy à, tôi sẽ thông báo cho nghệ sĩ của mình ngay lập tức. Hả? Bộ váy đỏ mà Hứa Tình từng mặc để quay á hả? Bên này Mộ Kính Vân nói đúng vậy, bộ váy đỏ cô Hứa Tình mặc là một cảnh nổi tiếng trong phim. Trong bộ phim lần này có phân cảnh nào cô ấy mặc bộ váy đỏ này không? Trong một cuộc phỏng vấn trước đó cô Hứa Tình còn nói là cô ấy thích bộ váy đỏ đến mức muốn giữ nó lại, liệu trong lần quay chụp này cô ấy cũng sẽ mặc nó chứ? Nghe xong quản lý đáp, hôm nay có phân cảnh khá nổi bật để tôi hỏi Hứa Tình xem. Phía bên này Hứa Tình quay đầu chen lời, Hà Minh Tuệ mới là người phụ trách đạo cụ trang phục của đoàn phim, tôi thích thì thích nhưng muốn mặc thì phải thông qua cô ấy đâu có giao lại bộ váy cho tôi, bây giờ cô ấy mất rồi tôi cũng không biết bộ váy đó ở đâu nữa. Mộ Kính Vân cũng nói vậy à? Bên phía chúng tôi còn muốn cho cô Hứa Tình mặc bộ váy đỏ, để làm một cái video quảng bá. Cô Hứa Tình cô có còn nhớ khi cô tìm Hà Minh Tuệ, để lấy bộ váy cô ấy đã để ở chỗ nào cô biết không? Quản lý vội che điện thoại lại hỏi Hứa Tình, lúc xem tin tức thấy Hà Minh Tuệ lúc hẹo cũng mặc bộ váy đỏ, có khi nào chính là bộ váy quay phim không? Hứa Tình cúi gầm mặt không đáp, cô nhanh chóng giật lấy điện thoại của quản lý rồi hét lên, tôi không biết nó để ở đâu, cô muốn biết thì đi hỏi người chết Hà Minh Tuệ đi. Mộ Kính Vân bên này cười trừ, cô Hứa Tình đừng nóng, tôi chỉ là quan tâm dò hỏi một chút thôi mà. Nếu đồ mặc không đúng với sự kiện thì cần phải hỏi lại ý kiến của đạo diễn Hùng xem có thể dùng đồ khác thay thế được không. Vì dù gì đạo diễn Hùng cũng là người rất khắt khe trong từng chi tiết của bộ phim. Hứa Tình bên kia đầu dây vô cùng tức giận, cô quan tâm như vậy thì tự mình đi hỏi đi, dứt lời cô ta tắt máy cái dục. Chuyển cảnh đến đoàn làm phim của đạo diễn Hùng, có người nói nhỏ với ông, đạo diễn Hùng, sau khi Hà Minh Tuệ qua đời cũng không tìm thấy bộ váy đỏ mà Hứa Tình mặc để quay nữa,
chắc là chúng ta phải dùng mẫu khác để thay thế, ngài có thấy phiền không? Đạo diễn không vui, chứ không phải Hứa Tình đang giữ một bộ váy đỏ đó sao? Bên tôi cũng vừa mới qua hỏi, thì nghe cô ấy bảo là Hà Minh Tuệ đã giữ lại bộ váy đó rồi, nhưng giờ chị Tuệ đã qua đời nên cũng không còn thấy bộ váy đó nữa. Đạo diễn khó chịu vắt tay, bỏ đi, tìm không thấy thì cũng hết cách, kiếm cái tương tự thay thế đi. Được, tôi sẽ đi sắp xếp. Đạo diễn buồn phiền lôi bao thuốc ra, Mộ Kính Vân nhìn chằm chằm, cô có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Chợt đám phóng viên lao vào phỏng vấn ồn ào, cô Hứa Tình, buổi quay lần này diễn ra suôn sẻ chứ? Cô Hứa Tình, cảm nghĩ của cô khi được làm nữ chính ở bộ phim này như thế nào? Cô có ấn tượng gì với nhân vật nam chính trong phim không? Quản lý vội vàng ngăn cản phóng viên, xin lỗi, xin tránh được một chút, chúng tôi còn phải đi quay nữa, làm phiền ạ. Cô Hứa, chúng tôi sẽ điều phối quần áo cho cô đừng lo lắng. Cô ta khẽ gật đầu. Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh, Giang Minh bước vào giới thiệu, tôi là Giang Minh, kiểm sát trưởng tòa án nhân dân thành phố Cao Đàm. Xin lỗi tôi cần làm phiền cô Hứa Tình vài phút, anh vừa nói vừa xuất thẻ chứng minh thân phận ra. Trợ lý của Giang Minh lên tiếng, xin mời phối hợp với bên công tố chúng tôi điều tra vụ án. Bên phía phóng viên kinh ngạc bắt đầu nhao nhao, nhìn kìa, đó là kiểm sát trưởng đó, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quan chức điều tra vụ án trên trường quay của một bộ phim. Kiểm sát trưởng này đẹp trai quá, lại sắp có tin nóng để đăng rồi. Mộ Kính Vân bật cười, cô thầm nghĩ chẳng lẽ là nghe theo đề nghị của tôi đến điều tra đó chứ. Giang Minh thấy đám phóng viên ồn ào liền liếc mắt lạnh nhìn bọn họ, xin mời các phóng viên rời đi cho, Hứa Tình tiểu thư có thể mượn một chút thời gian để nói chuyện được không? Lúc này đám phóng viên đã tản ra, trợ lý của Hứa Tình tức giận lên tiếng, chuyện cần nói chẳng phải tôi đã nói hết rồi sao? Mọi người đang làm phiền công việc của chúng tôi. Giang Minh nói vụ án rớt người áo đỏ, đang gây ra ảnh hưởng lớn và được thành phố chú trọng, cần mau chóng bắt được hung thủ để người dân được an tâm, hy vọng các vị phối hợp với công tác phá án của chúng tôi. Trợ lý sửng sốt, chuyện này, cô ta bất lực xoay người rời đi, chị ra ngoài chờ em, Hứa Tình cũng gật đầu. Lúc Mộ Kính Vân đi ngang qua Hứa Tình thì nhìn thấy cô đang châm thuốc, cô bất chợt nhớ ra cái gì đó, ánh mắt cô tập trung nhìn kỹ, cô nghĩ khói thuốc này giống với loại mà đạo diễn dùng nhỉ. Khi cô đi ngang qua Giang Minh thì anh liền lùi về sau né tránh cô, Mộ Kính Vân đổ mồ hôi thầm nghĩ trong đầu, anh ta vẫn cố ý như vậy, Giang Minh thì nhanh chóng lùi về sau mấy mét. Tại phòng riêng, Hứa Tình nhắc đi nhắc lại, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngày 10 tháng 4 tôi đi rạp chiếu phim Đại Thế Giới xem phim từ 9:30 đến 12 giờ, tôi với tên xiên người điên cuồng đó không có liên quan gì cả. Giang Minh lên tiếng, tôi biết hôm đó cô đến rạp chiếu phim, cuống vé và camera giám sát đều có thể chứng minh điều đó, nhưng điều khiến tôi tò mò chính là vì sao ngày hôm đó, cô không trả tiền taxi bằng điện thoại di động của mình. Hứa Tình tỉnh bơ đáp, tôi có mang theo tiền mặt nên tôi đã thanh toán bằng tiền mặt. Thanh toán bằng tiền mặt thì cũng chả có lịch sử thanh toán. Tôi rất muốn xem bộ phim đó, hơn nữa tôi là minh tinh mà, rạp chiếu phim bên kia cũng không có người nên tôi cũng không bị ai nhận ra, có vấn đề gì không? Quả thật hợp tình hợp lý. Anh ta lấy ra hai tấm hình đặt lên bàn, tôi vốn muốn hỏi Hứa tiểu thư, đây là nhãn hiệu quần áo Hà Minh Tuệ mặc khi hẹo, tôi đã kiểm tra sơ, bộ đây là quần áo khô điệp đặc biệt thiết kế cho bộ phim Góc phố bị lãng quên, vấn đề là quần áo của Hứa tiểu thư sao lại xuất hiện trên người đã khuất. Nghe đến đây Hứa Tình sửng sốt mở to hai mắt không biết trả lời như thế nào. Sau khi bình tĩnh cô ta giải thích, sau khi quay xong tôi đã đưa chiếc váy này cho Hà Minh Tuệ bảo quản, Hà Minh Tuệ là trợ lý đắc lực của đạo diễn Hùng, chuyện gì cô ấy cũng phải qua tay, đạo cụ quay phim cũng là cô ấy phụ trách, tôi chỉ có thể mặc nó khi quay phim mà thôi. Hứa Tình nói xong thì ra vẻ ngạc nhiên ồ lên, vậy ra Hà Minh Tuệ thật sự đã mặc chiếc váy đó khi hẹo, khó trách cô ấy không đưa nó cho tôi, hóa ra cô ấy thích nó. Giang Minh cảm ơn Hứa tiểu thư phối hợp, tôi vẫn có chút nghi ngờ. Vào ngày 9 tháng 4 đêm trước khi Hà Minh Tuệ bị rớt, người cô gặp ở bãi đỗ xe ngầm của đài truyền hình Cẩm Xuyên, thật sự là tài xế của cô sao? Tại sao cô lại ở một mình với tài xế suốt một tiếng đồng hồ? Hứa Tình đáp không phải tài xế thì là ai? Tôi quay phim quá mệt mỏi nghỉ ngơi trên xe cũng có vấn đề sao? Giang Minh lên tiếng xin lỗi, không sao cả, làm phiền cô rồi, nói xong hai người rời đi. Sau khi kiểm sát trưởng rời đi, Hứa Tình thở phào một hơi, tay ném điếu thuốc, miệng thì mắng vờ lờ, chân thì dẫm nát điếu thuốc. Sau khi hỏi xong Hứa Tình, Giang Minh và trợ lý đang rời khỏi trường quay, bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy tay áo của Giang Minh, Mộ Kính Vân vội vàng chạy theo, chờ đã, kiểm sát trưởng Giang. Anh đổ mồ hôi rút tay lại, nói, có chuyện gì cứ nói, đừng cù cứ lôi kéo. Trợ lý của Giang Minh thì hai mắt như sao sáng, ôi rồi ôi, hắn thầm nghĩ hai người này có chuyện gì đó không ổn với hai người này thì phải. Mộ Kính Vân nói nhỏ với Giang Minh, công dân nhiệt tình có chuyện muốn báo cáo. Giang Minh quay ra nói với trợ lý của mình, Kim Vũ, cậu đi trước đi, vẻ mặt này của cậu là sao? Kim Vũ trong đầu nghĩ ok, tôi hiểu, anh em đều hiểu mà. Sau khi Kim Vũ đi, Giang Minh quay qua nhìn cô, có chuyện gì thì nói đi. Mộ Kính Vân cười đưa tay ra dấu hỏi, anh có hút thuốc không? Cái gì? Anh ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cô lôi đi, cùng tôi đi mua thuốc đi, làm quà tặng gặp mặt cho người ta. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Giang Minh hỏi Mộ tiểu thư rất quan tâm vụ án này nhỉ? Vừa đi làm lại đã lo chuyện này rồi. Cái này hả?
Sớm bắt được kẻ xiên người đóng góp cho xã hội là nghĩa vụ của công dân chúng tôi. Sau khi đến nơi cần đến, Mộ Kính Vân bấm chuông cửa, đúng lúc của mở ra là anh cảnh sát Đô Nam. Bên cạnh anh cảnh sát đi theo Đô Nam vừa điều tra xong, thầm nghĩ lần này lại không tìm thấy gì cả. Còn Đô Nam cũng nhìn Mộ Kính Vân chằm chằm, cô thầm nghĩ anh ta cũng phát hiện phương hướng điều tra đã sai sao. Nghĩ rồi, Mộ Kính Vân tươi cười nhiệt tình chào hỏi bà An, tôi đại diện công ty tới thăm bà và đạo diễn Hùng. Đô Nam nhìn thấy cảnh này thầm cười lạnh, ha, còn có hoạt động như này à? Mộ Kính Vân ngoắc tay ra hiệu cho Giang Minh ở phía sau tới gần. Giang Minh hiểu ý liền tiến tới cúi chào bà An. Mộ Kính Vân tiếp tục bắt tay bà An, hy vọng là không làm phiền đến bà. Như vậy à, vừa nãy có cảnh sát đến hỏi chuyện, vừa tiễn họ đi xong. Mộ Kính Vân vội gật đầu, gần đây đúng là không yên bình lắm, chuyện của Minh Tuệ đúng là khiến người ta thương xót. Bà An cũng đồng tình, đúng vậy, Minh Tuệ tận tâm tận lực đi theo Hùng Kiệt bao lâu nay, là một cô gái tốt. Bên này Đô Nam vừa hút thuốc vừa bảo người của mình đi thôi, nhưng người của anh ta nhiệt tình vẫy vẫy muốn bắt chuyện với Giang Minh và Mộ Kính Vân. Đô Nam nhìn thấy vậy liền bịt miệng anh ta kéo đi, đi thôi, mau im miệng lại, còn anh chàng vẫn cố vùng vẫy nói đợi đợi đã. Sau khi được thả ra, anh ta khó hiểu hỏi Đô Nam, đội trưởng anh làm gì vậy? Đô Nam đáp, tôi không muốn cậu đánh rắn động cỏ, xem ra Giang Minh cũng phát hiện chuyện Hùng Kiệt ngoại tình rồi, chỉ là chưa có bằng chứng cụ thể, tôi hy vọng bọn họ có thể tìm thấy chút gì đó. Thanh niên vẫn băn khoăn, đội trưởng làm sao vậy? Lẽ nào còn có điểm đáng ngờ sao? Đồ ngốc, Đô Nam bảo không sao, chỉ là bỗng dưng nhớ ra người đẹp bị tình nghi này là ai thôi. Anh thầm nghĩ đôi mắt đó chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Anh nhớ lại cảnh ở nhà xác, cô gái đó gật đầu xác nhận là ba của tôi. Khi cô ấy đi qua, Đô Nam anh liếc nhìn cô, anh nhìn thấy một đôi mắt chứa thù hận. Tại phòng khách của nhà đạo diễn Hùng, bà An mang trà ra mời họ, Mộ Kính Vân thắc mắc, bà An à, sao không thấy đạo diễn Hùng đâu vậy? Giang Minh cũng gật đầu, đúng đó, công ty chúng tôi đặc biệt bảo chúng tôi tới thăm hỏi đạo diễn Hùng, sẵn tiện hỏi đạo diễn Hùng có dành cho chúng tôi làm cuộc phỏng vấn không? Bà An thở dài, xin lỗi, từ lúc Minh Tuệ qua đời chồng tôi rất đau lòng. Ông ấy thường nhốt mình trong phòng viết kịch bản, không thích gặp người ngoài, vừa nãy ông ấy còn hét cả vào mặt cảnh sát nữa. Giang Minh gật đầu, vậy à, vậy chúng tôi cũng không làm phiền đạo diễn Hùng nữa. Mộ Kính Vân túm lấy cánh tay anh nói gì vậy, tự nhiên đến rồi đi vậy à? Đương nhiên phải đi chứ, bà An cũng gật đầu, đúng đó, không có chuyện gì thì vẫn là đừng nên làm phiền ông ấy, nếu Mộ tiểu thư có gì cần hỏi thì tôi sẽ truyền đạt giúp cô. Đúng rồi, trước khi đi chúng tôi có món quà này muốn tặng cho đạo diễn Hùng, phiền bà giao lại cho ông ấy giúp. Kính Vân, lấy hộp quà ra đưa cho An phu nhân đi. Mộ Kính Vân ồ lên một tiếng, đúng vậy, suýt nữa quên mất rồi, vậy làm phiền An phu nhân giao cho đạo diễn Hùng. Bà An nhận lấy hài lòng mỉm cười, làm phiền mọi người quan tâm quá. Nhưng khi nhìn vào bên trong túi quà, bà An sửng sốt đổ mồ hôi, bà thầm nghĩ bọn họ đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Mộ Kính Vân nheo mắt lên tiếng, trước đây tôi thấy đạo diễn Hùng hút thuốc lá nhãn hiệu này ở phim trường quay, nên đã đặc biệt đi mua đó, hy vọng đạo diễn Hùng thích. Bên này Giang Minh phối hợp chỉ vào nhãn hiệu thuốc lá trên kệ mà mắng Kính Vân, sao cô lại nhìn nhầm tên nhãn hiệu thuốc lá thế? Thuốc lá trong nhà đạo diễn Hùng đâu có giống nhãn hiệu mà cô mua đâu. Mộ Kính Vân giả vờ kinh ngạc, chớt chưa? Tôi nhìn nhầm rồi sao? Rõ ràng đạo diễn Hùng đã hút nhãn hiệu này ở phim trường mà. Giang Minh nghe cô đáp vậy mỉm cười thầm nghĩ coi như cô nhanh trí. Rồi anh túm lấy tay Kính Vân nhìn bà An, An phu nhân, tôi thật lòng xin lỗi. Mộ Kính Vân cũng cúi đầu nói thực sự xin lỗi An phu nhân, có thể là tôi nhìn nhầm rồi. Bên này An Hòa xua tay, không có, không có, là tôi quên đổi nhãn hiệu thuốc mới cho Hùng Kiệt, ôi, xem trí nhớ của tôi này. Giang Minh ôn tồn nói đợi trạng thái của đạo diễn Hùng ổn, rồi chúng tôi lại đến chào hỏi phu nhân. Vậy An phu nhân, chúng tôi xin phép cáo từ. Được, rất xin lỗi, để hai người đi một chuyến tay không? Sau khi rời khỏi nhà của Hùng Kiệt, Mộ Kính Vân lên tiếng, quả nhiên An phu nhân biết chuyện giữa chồng bà ấy với Hứa Tình. Ừ, chỉ là không biết bà ấy hiểu sâu đến mức nào. Món quà này cô tặng không tệ, nhưng quá nóng vội. Đi điều tra dưới hình thức thăm hỏi mà quá nóng vội ngược lại hỏng chuyện. Ồ, thế tôi có thể coi như anh đang khen tôi hay không? Hà Minh Tuệ là trợ lý của Hùng Kiệt, vì vậy việc lớn việc nhỏ đều sẽ qua tay cô ấy, rất có thể cô ấy đã biết mối quan hệ giữa Hùng Kiệt và Hứa Tình. Nhưng vì sao cô ấy không nói toạc chuyện này ra ánh sáng nhỉ? Chắc hẳn bà An Hòa cũng phát giác được, hay là bà ấy lựa chọn cách phớt lờ nó nhỉ? Tôi nhớ trước đây Hùng Kiệt chỉ là đạo diễn vô danh, nhưng anh ta đã nổi tiếng và có bước nhảy vọt về đẳng cấp chỉ sau 2 năm, có nguyên nhân đặc biệt nào không? Mộ Kính Vân gật đầu, ừm, nói ra thì dài lắm, cũng không còn sớm nữa, đến giờ ăn cơm rồi, vừa ăn vừa nói đi, yên tâm không ăn ở mấy quán ven đường đâu, và tất nhiên là kiểm sát trưởng Giang mời rồi. Được thôi, xem như phí cố vấn của cô. Tại nhà của đạo diễn Hùng Kiệt, An Hòa đang nấu cơm, đạo diễn Hùng Kiệt vừa lấy thuốc ra vừa hỏi lại, có ai đến tìm tôi à? Bà ta đáp, là người của truyền thông, đến thăm hỏi tặng quà, còn muốn mời ông phỏng vấn nhưng tôi đã lịch sự từ chối rồi. Đạo diễn Hùng Kiệt nghe vậy thì liếc nhìn món quà trên bàn. Ông đặt ly nước xuống rồi cầm cây thuốc được tặng lên hỏi, cái này là ai tặng? Là Mộ Kính Vân, phóng viên của Cẩm Xuyên, người đàn ông còn lại chắc cũng là phóng viên nhưng tôi không có quen biết. Ồ, là cô ấy à?
không sao đâu, mau nấu cơm đi, tôi đi lên trước đây. An Hòa nhẫn nại mỉm cười đáp được, tôi nấu xong ngay đây. Từ phòng bếp vang tiếng chặt thịt cộp cộp cộp. An Hòa đang chặt thịt ánh mắt hầm hầm nhìn như muốn xin người vậy. Chuyển cảnh trên màn hình đang phát sóng cuộc phỏng vấn. Xin chào thầy Trang, tôi là Trình Y, rất vui khi thầy tiếp nhận phỏng vấn này. Thầy Trang là trường hợp lần đầu tiên thành công ở trong nước này, sử dụng phương pháp trị liệu sóng não để đánh thức người thực vật, khiến thế giới nước ngoài mọi người đều đặt ra nghi vấn về chuyện này. Phương pháp trị liệu này có thể ứng dụng phổ biến không và mang tính khoa học không ạ? Anh ta nhếch môi cười đẩy lại gọng kính, tôi chẳng qua chỉ may mắn đánh thức được ý thức sâu xa nhất của bệnh nhân mà thôi. Ý thức của con người rộng lớn giống như đại dương, và mọi người thường cho rằng người thực vật không có ý thức, thực ra chỉ là do ý thức của bọn họ bị rơi vào biển ý thức sâu thẳm, rất khó để tìm thấy, chỉ cần có thể tìm ra, là người đó có thể được đánh thức. Phương pháp trị liệu này, tùy thuộc vào trình độ cá nhân và tài năng của bác sĩ điều trị. Trong tương lai tôi sẽ cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu, và quảng bá công nghệ y tế này, hy vọng sớm phổ biến nó và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Vậy thì thật đúng là quá đáng tiếc, thầy Trang quả thực là một người tài giỏi. Tôi tin nó sẽ sớm ngày được phổ biến rộng rãi. Mọi người xem truyền hình vỗ tay khen ngợi, hay quá, có thể đánh thức cả người thực vật lợi hại thật, nghe nói vị bác sĩ tâm lý này tên là Trang Phi Vụ, giỏi quá đi. Mộ Kính Vân cũng cảm thán, anh ta chưa đến 30 tuổi đã công thành danh toại rồi. Đây là vẫn là trường hợp đầu tiên trong cả nước, chỉ sợ sau buổi phỏng vấn này, sẽ có rất nhiều người đến phòng khám của anh ta cho mà xem. Đang chăm chú xem bỗng nhiên một quyển thực đơn đưa tới trước mặt làm cô giật mình. Giang Minh nói gọi món đi, chọn món cô thích là được, anh không biết cô đang mải mê suy nghĩ gì nữa. Mộ Kính Vân không khách sáo, vui vẻ chọn một loạt món ăn, chọn món này đi, món này nữa, sau đó đem lên cho anh ta ly trà ô long không đá. Giang Minh đang uống nước nghe vậy thì ho sặc, khụ khụ, nếu đã là tôi mời cơm sao không đến quán yêu thích của cô để ăn. Anh thầm nghĩ không ngờ cô ấy vẫn nhớ sở thích của mình. Mộ Kính Vân đáp khó có được cơ hội khiến kiểm sát trưởng Giang phá sản một lần, tất nhiên phải ăn gì đó ngon rồi, chưa kể đây là thù lao tình báo của tôi đấy. Bỗng nhiên điện thoại của Giang Minh vang lên, anh liếc nhìn điện thoại là cuộc gọi đến từ cô gái có tên Kỳ Vũ, anh chậc một tiếng rồi bấm tắt máy. Mộ Kính Vân thấy anh không nghe máy thì khó hiểu, xem ra tôi ngồi đây là không tiện cho anh nghe điện thoại rồi. Giang Minh bảo cô nói chuyện chính đi, rốt cuộc làm thế nào mà Hùng Kiệt lại đột nhiên nổi tiếng như vậy, cô trong ngành chắc chắn phải biết rõ hơn chúng tôi. Chuyện là bắt đầu từ 3 năm trước, vào thời điểm đó, Hùng Kiệt vẫn còn là một đạo diễn ít được biết đến. Khi đó, Hùng Kiệt đã mang theo tác phẩm của chính mình đi khắp nơi, để kêu gọi các nhà đầu tư vào việc quay phim, nhưng không tìm được sự giúp đỡ nào. Em nghe anh giải thích, em không nghe, không nghe, nghe anh giải thích đã, không nghe, em không nghe. Dừng dừng dừng. Hùng Kiệt khó hiểu nhìn Chu Tổng, xin hỏi có vấn đề gì sao? Đây là thể loại vớ vẩn gì thế này? Vâng vâng Chu Tổng, nhưng bộ phim này của tôi có thủ pháp thể hiện nghệ thuật rất độc đáo mà, nó cho thấy sự vướng mắc giữa nam và nữ chính, và sự chỉ trích của họ đối với hiện thực. Chu Tổng đứng dậy rời đi còn không quên bảo hắn mau lấy về đi, Cẩm Xuyên chúng tôi cũng không dám đầu tư vào loại phim nghệ thuật kiểu này. Tôi không phải làm từ thiện, thật là lãng phí thời gian. Chu Tổng, xin chờ một chút ạ. Tôi cũng có một vở kịch nữa. Hùng Kiệt sốc ngang nhìn cánh cửa đóng cái rầm. Hắn đi ra khỏi phòng thì mọi người trong công ty nhao nhao bàn tán. Người đó là Hùng Kiệt hả? Chính là anh ta đến làm gì? Đến xin ông chủ của công ty chúng ta đầu tư chứ sao? Nhưng nhớ năm đó anh ta đã giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất tại một triển lãm dành cho giới trẻ, không hiểu sao sau này lại không đạt được thành công nào. Điểm cộng của các bộ phim của anh ta là chúng mang tính văn học và nghệ thuật, nhưng điểm trừ là chúng nghe cứ như những tiếng rên rỉ vô nghĩa vậy. Nói rồi cô đứng dậy bắt chuyện, đợi đã nào đạo diễn Hùng, tôi đã xem phim của anh, cá nhân tôi rất thích, phong cách của anh rất độc đáo, điểm này người khác khó mà có được, có lẽ anh cũng nên thử một lĩnh vực mới đi. Một bộ phim về tội phạm, biết đâu anh có thể tìm được kịch bản phù hợp với bộ phim của mình. Hùng Kiệt nghe xong cảm động nước mắt nước mũi bắt tay cô gái, tôi sẽ thử, cảm ơn cô, cảm ơn sự yêu mến của cô, à không cần khách khí. Làm ơn đừng để nước mũi của anh dính vào tay tôi. Giang Minh nghe xong thì hỏi, nói vậy là lần sau ông ta đổi kịch bản xong là thành công luôn hả? Mộ Kính Vân lắc đầu tỏ vẻ ghét bỏ, không, mặc dù nội dung bộ phim lần sau ông ta đưa tới có thể xem đã hiểu, nhưng cốt truyện vẫn lan man dữ lắm. Nói vậy, ông ấy không chọn được biên kịch hả? Đạo diễn Hùng tự làm biên kịch luôn, cho đến một ngày, nội dung phim mà ông ấy đưa tới thay đổi hoàn toàn như là một người khác vậy. Cốt truyện có những thăng trầm và có rất nhiều sự đảo ngược, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo khi kết hợp với phong cách nhiếp ảnh độc đáo của ông ta. Và bộ phim Thất Ngữ Hoa ông ta phát hành, vào thời điểm đó đã khiến ông ta nổi tiếng ngay lập tức. Là do ông thay đổi biên kịch sao? Mộ Kính Vân lắc đầu, không, tôi đã nói là đạo diễn Hùng tự làm biên kịch luôn mà. Giang Minh đoán vậy là sau lưng ông ta có trợ thủ à? Cái này chắc có khả năng, chỉ là không biết là ai. Vợ ông ấy luôn ủng hộ và chứng kiến sự thành công của chồng mình, cho nên bà An hẳn cũng coi Hùng Kiệt như là tất cả đối với mình. Đúng vậy, tôi nghe nói vợ của đạo diễn Hùng cũng sinh ra ở cùng nơi với ông ấy. Bà ấy đã theo ổng lên thành phố lớn và cùng dốc sức làm việc, tình cảm hai người rất là sâu đậm. Nhưng sau khi đạo diễn Hùng nổi tiếng, có rất nhiều chim oanh chim yến vây quanh ông ấy.
Hà Minh Tuệ cũng được thuê sau đó, cô ta và đạo diễn Hùng lúc nào cũng như là hình với bóng. Đám phóng viên giải trí chúng tôi cũng đã từng đưa tin về mối quan hệ đầy tai tiếng của họ. Giang Minh đưa ra phán đoán, nghi phạm trong vụ án đầu tiên là An Hòa và Hùng Kiện. Mộ Kính Vân kinh ngạc, nhưng không phải nói bọn họ đều có chứng cứ không có mặt ở hiện trường sao? Giám Nam giải thích cho cô hiểu, vào thời điểm đó, cảnh sát đã tra xét tất cả những người có thể đã tiếp xúc với trợ lý đêm đó. Camera giám sát bên ngoài nhà Hùng Kiệt cho thấy, vào lúc 9:10 đêm xảy ra vụ việc, sau khi Hùng Kiệt lái xe về nhà và đã không ra khỏi nhà ngay sau đó. Camera giám sát cũng chứng minh rằng An Hòa đã không ra ngoài vào ngày hôm đó, và luôn ở nhà, cả hai người đã đưa ra được bằng chứng ngoại phạm cho nhau. Chỉ là, có thể cả hai đang nói dối để bao che cho nhau không? Mặc dù An Hòa có thể rớt người vì mối quan hệ bất thường giữa trợ lý và đạo diễn Hùng, nhưng video trích từ camera giám sát không thể là giả được. Vì vậy, họ đã bị loại trừ khỏi danh sách nghi phạm vào thời điểm đó. Hiện tại, xem ra chỉ có An Hòa là có động cơ xiên người, nhưng bằng chứng ngoại phạm thật khó giải thích. Đang nói thì Mộ Kính Vân xiên đồ ăn tới trước mặt làm anh khựng lại, được rồi, chú tâm ăn đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Giang Minh há miệng chưa kịp ăn thì Mộ Kính Vân đã tự đút vào miệng mình, cô cười hi hi đương nhiên là cho tôi rồi. Giang Minh mặt tối sầm lại tức giận nắm chặt nắm đám. Mộ Kính Vân đắc ý ayo, vẫn dễ lừa như xưa. Giang Minh đột nhiên đẩy hộp quà đến trước mặt cô, tặng cô món quà này. Mộ Kính Vân cầm lên mở ra xem thì tái mặt, cô hỏi anh chắc chắn đây là quà đó chứ. Sau khi ăn xong thì ai về nhà người nấy, Giang Minh gọi điện thoại cho Đô Nam, có việc muốn nói với cậu đây. Bên này Đô Nam nghe điện thoại của Giang Minh thì vui mừng, cuối cùng đã đợi được điện thoại của cậu rồi, thế nào có phát hiện gì mới hay không? Hà Minh Tuệ đã giúp Hùng Kiệt trở nên nổi tiếng. Hứa Tình và Hà Minh Tuệ có thể có mối quan hệ không phù hợp với Hùng Kiệt, và An Hòa biết điều đó nhưng đã giúp họ che đậy nó. Tôi có lý do để nghi ngờ An Hòa cũng có liên quan đến vụ án mạng đêm đó. Lời khai của hai vợ chồng nói rằng họ đã ở bên nhau vào đêm đó chính là giả, có thể có nhiều hơn hai người liên quan đến vụ án vào đêm đó. Nếu Hà Minh Tuệ không muốn chỉ là một người phụ nữ không danh phận bên cạnh Hùng Kiệt, có khả năng điều đó đã thôi thúc An Hòa xiên người, cho dù là để bảo vệ sự nghiệp của chồng, hay là vì ghen tuông. Đô Nam nói ra nghi vấn của mình. Nhưng mà camera giám sát cho thấy Hùng Kiệt đã không ra khỏi nhà kể, từ khi ông ta trở về nhà lúc 9:30, mà rớt người vứt xác, sau đó xóa sạch dấu vết, rồi lại từ công viên Thanh Thủy trở về biệt thự của Hùng Kiệt, căn bản là sẽ không có đủ thời gian. Hơn nữa, tôi cảm thấy An Hòa không giống như là người có thể rớt liên tiếp nhiều người như vậy. Giang Minh ngạc nhiên, không giống. Phía cậu có ý tưởng gì mới chăng? Đô Nam bảo có một nhà phân tích tâm lý đã đến chỗ cục cảnh sát chúng tôi, ông ta nói thủ phạm gây án là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Có chứng nghiện xiên người biến thái. Cảm ơn thầy Trang đã đến đồn cảnh sát của chúng tôi để giảng giải kiến thức về lập hồ sơ tâm lý tội phạm, ngài khách sáo rồi. Chuyển cảnh Giang Nam mơ về hồi nhỏ của mình, khi ấy cả nhà anh đang vui vẻ nói chuyện trong xe, ba anh là Giang Huy hỏi con trai muốn đến chỗ nào để chúc mừng đây con trai. Lát nữa cho ba chạm vào cái huy chương vàng Olympic toán với nha. Trông anh vui quá, nhớ thưởng thật nhiều cho con trai của em đó. Giang Minh khi ấy 15 tuổi, anh mỉm cười dạ, lát nữa con sẽ trao giải cho ba. Đúng rồi ba, hay là tối nay chúng ta đi ăn đồ nướng. Vừa nói xong anh đã thấy ánh đèn xe rọi vào mặt mình. Anh quay ra nhìn thì thấy một chiếc xe đâm về phía xe của anh. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe của gia đình Giang Minh bốc cháy giữa đường. Mau gọi 120, trời ơi! Phanh xe này bị hỏng rồi hay sao mà đèn đỏ còn xông thẳng đến đây vậy? Tai nạn xe này cũng quá nghiêm trọng đi, toàn bộ chiếc xe đều bị biến dạng. Giang Minh cố gắng vươn tay về phía ba mẹ, mắt anh hoa đi, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng nói. Người đàn ông kia đã không qua khỏi, cậu bé còn sống kìa, mau! Lôi nó ra đi. Nhẹ tay chút, nhẹ tay chút. Không qua khỏi sao? Không, ba, cứu ba của cháu với. Sau đó Giang Minh ngất đi, lúc anh mở mắt ra thì mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng. Đây, đây là... Anh thấy hắn ta nhếch môi mỉm cười, không ai có thể chứng minh lời cháu nói. Không, chính cháu thấy mà. Cậu thiếu niên kia chắc chắn là có vấn đề. Xin lỗi, những lời nói này không thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa. Tại sao? Tại sao không tin tôi chứ? Giang Minh hoảng sợ bừng tỉnh trong giấc mơ, khuôn mặt anh tái nhợt, lại mơ thấy ác mộng này. Lúc này điện thoại Giang Minh hiện thông báo, cơn mưa đêm xuân đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Giang Minh cầm điện thoại xem lại tin nhắn, khi ấy cô đã nhắn cho anh ba chữ, chia tay đi rồi chặn số của anh hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Minh siết chặt điện thoại trong tay, tại sao em vẫn còn xuất hiện? Rõ ràng anh đã cố gắng quên em rồi. Một lát sau chuông cửa vang lên, Giang Nam đứng dậy mặc quần áo rồi bước ra mở cửa. Anh khó chịu mở cửa ra thì thấy Kỷ Vũ đang mỉm cười trước mặt mình, tá đa. Biết anh buổi tối không ngủ được, nên có đặc biệt làm bữa khuya cho anh nè. Em không cần phải phiền như vậy đâu. Kỷ Vũ xách đồ ăn bước vào nhà, này còn không phải là quan tâm anh sao? Cô ngồi xuống bàn với ánh mắt chờ mong, chúng ta cùng nhau ăn đi. Giang Minh nhìn cô rồi nhắc nhở, kẻ rớt người áo đỏ vẫn còn chưa có bắt được, đêm hôm đến đây không an toàn đâu. Kỷ Vũ nói ai bảo công việc anh quá bận rộn đến mức, không có thời gian gặp em chi, em phải chủ động thôi, nào có ai đối với bạn gái tương lai như vậy không?
Giang Minh chậc lưỡi, chúng ta còn chưa phải là mối quan hệ trai gái, tốt nhất em đừng có tùy tiện đến nhà của anh như vậy. Nhưng Kỷ Vũ không để ý, chỉ là sớm hay muộn thôi, phía bên mẹ anh đã đồng ý chuyện đôi ta rồi mà. Giang Minh thẳng thừng từ chối, đó là do hai người đơn phương quyết định, không liên quan đến anh. Giang Minh nghe điện thoại, có chuyện gấp cần anh tới, anh đáp tôi lập tức qua liền. Kỷ Vũ thì liếc xéo anh, hừ, hung dữ cái gì mà hung dữ. Kỷ Vũ, anh có công việc phải đi xử lý, em ăn xong gọi người tới đón về nhà. Cô muốn ngăn anh lại nhưng vì công việc của anh nên đành đáp em biết rồi, hức hức, tôi ăn hết nè. Đáng ghét, anh là thứ đàn ông vừa mê người vừa lạnh nhạt vừa vô tình. Kỷ Vũ này nhất định sẽ làm cho anh ấm lại. Cậu nhìn đi, đêm trước khi vụ án xảy ra, lúc 8 giờ tối ngày 9 tháng 4, Hứa Tình đến bãi đậu xe và ở trong xe hơn 1 tiếng trước khi rời khỏi bãi đậu xe. Còn tài xế sau khi lái xe đi vào bãi đậu xe thì không có bước xuống xe. Camera giám sát dọc tuyến đường không ghi lại được khuôn mặt của người đàn ông đó. Nhưng tôi cảm thấy người tài xế kia chính là Hùng Kiệt. Nửa giờ sau, nạn nhân Hà Minh Tuệ đã chạy ra khỏi bãi đậu xe. Hùng Kiệt cùng Hứa Tình và Hà Minh Tuệ đều có quan hệ không chính đáng. Có lẽ ngày đó Hà Minh Tuệ vì phát hiện ra chuyện giữa Hùng Kiệt và Hứa Tình cho nên mới cuống quýt bỏ chạy, cũng chính vì vậy mà xảy ra vụ giết người vì tình. Giang Minh suy đoán có lẽ không phải là một vụ giết người vì tình. Mộ Kính Vân nói với tôi là Hùng Kiệt đột nhiên nổi tiếng vì kịch bản bị thay đổi, tôi đoán Hà Minh Tuệ chính là tay súng kia. Đô Nam ngạc nhiên nhìn anh, nói vậy, Hà Minh Tuệ sau nhiều năm có mối quan hệ ngoài luồng với Hùng Kiệt, nhưng lại không có được thân phận gì, chắc chắn trong lòng vô cùng oán giận. Cho nên sau khi có được video của Hùng Kiệt và Hứa Tình, chắc chắn là sẽ đi uy hiếp Hùng Kiệt, Hùng Kiệt có nhiều khả năng là hung thủ nhất. Giang Minh khen hắn suy đoán rất tốt, nhưng những điều này cần có bằng chứng để buộc tội, nếu không sẽ không thể giao đến chỗ tôi được. Đô Nam méo mặt thở dài dập tắt điếu thuốc, tôi rõ rồi. Bên này Mộ Kính Vân vui vẻ mua mấy lon bia, cô vừa đi vừa hát ngày mai không đi làm, cô đứng hóng gió ở cửa sổ bật lon bia và tận hưởng, sảng khoái quá, giờ mà có thêm mấy xiên que nướng nữa thì tốt biết mấy. Bỗng nghe tiếng động, Mộ Kính Vân mở to mắt nhìn, kia là, Azo đánh ghen à? Bản tính nhiều chuyện cô bèn lấy điện thoại ra hóng dưa, con kỹ nữ thúi là mày đã hủy hoại chồng tao. Bên dưới là Hứa Tình và An Hòa đang oánh nhau chảy ra chóc thịt, Hứa Tình còn trẻ nên sức khỏe tốt hơn hất văng bà An xuống đất, cô ta quát cút ra. Sau đó lên xe bỏ đi, bà An đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe mà cười man rợ, hừ ha ha, trong mắt bà ta lóe lên sát ý, ban đêm tiếng cười ghê rợn vang lên. Mộ Kính Vân nhanh chóng mặc đồ mang theo mũ bảo hiểm đi xuống lầu. Cô tiến tới lao lên chiếc xe mô tô và phóng theo trục biển số xe, sau đó cô gửi tin nhắn cho Giang Minh điều tra chiếc xe này. Được, tôi sẽ điều tra ngay, cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, cô còn đó không? Đi đâu rồi? Mộ Kính Vân lái xe tốc độ bàn thờ đuổi theo phía sau chiếc xe kia. Chẳng mấy chốc chiếc xe ấy đã dừng bên lề đường vắng vẻ. Mộ Kính Vân cũng theo sát phía sau, cô núp vào gốc cây và nghe điện thoại của Giang Minh. Cô nói tôi tự biết có chừng mực, trong đêm tối có tiếng xào xạc bước chân dẫm trên lá cây. Người đàn ông choàng mũ che kín mặt cầm gậy đứng sau lưng Mộ Kính Vân. Hắn vung cây gậy trong tay, vụt một cái, điện thoại rơi vỡ trên mặt đất, bên trong còn vang vọng tiếng gọi của Giang Minh. Mộ Kính Vân, cô đâu rồi?